Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong vlog ngày hôm nay, như mọi người đã đọc được tiêu đề, mình sẽ review tủ đồ local brand của mình. Và đây cũng là part 2 và cũng là part cuối cùng. Kỹ hơn đó chính là cách để build một tủ đồ streetwear đơn giản nhất. Trong vlog lần này thì mình chỉ còn những chiếc quần và những mẫu phụ kiện của local brand mà thôi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những chiếc quần dài trước nhé. Đầu tiên mình có một chiếc quần đến từ thương hiệu Inflaclo. Thì ở trong vlog lần trước thì có một bạn bảo mình là mình phát âm sai tên local brand này. Nó là Infa chứ không phải là Inflaclo. Mình không rõ về tên của local brand thì mình cứ đọc theo là Inflaclo theo bạn ấy nhé. Thì điểm nhấn của chiếc quần này đó chính là những cái họa tiết ở trên chiếc quần. Và đặc biệt cái cho string siêu dài này. Mình thích chiếc quần này bởi vì có cho string dài và mình không có cần phải thay đổi quá nhiều về cái cho string. Bình thường khi mà mình mua chiếc quần mà có cái cho string ngắn ấy, mà mình có thể để được cho string dài thì mình luôn luôn để cho nó, mình luôn thay cái dây giày của nó cho nó dài ra, dây quần. Điểm khi mà mọi người đưa cái phần dây quần ra ấy, thì nó được cố định lại bằng hai cái móc. Và đây là một cái điểm mình rất là thích, bởi vì không mấy những chiếc quần của local brand có điểm như vậy. Đây là những cái detail rất là nhỏ thôi nhưng mà đặc biệt nó mang lại tính thẩm mỹ rất là cao. Mình cực kỳ highly recommend mọi người nên mua local brand này sau local brand Original Gangster. Bên dưới đây chúng ta có cái zip này. Và chiếc quần này ấy, thì mọi người thấy anh Ben rock khá là nhiều trong những năm 2018, 2019. Nhưng mà đến khoảng cuối năm 2019 mình mới có thể sở hữu chiếc quần này. Tại vì do là những thương hiệu như là Minimal, Hyperdenim hoặc là Color họ bán khá là cao. Thì như cho những người nào không biết thì đó là những thương hiệu mid-tier ở nước ngoài. Và thật sự mà nói là mình không có khả năng offer những cái giá như thế. Và khi mà mình về vô tình mình thấy thương hiệu này, mình thấy những chiếc quần như vậy và mình thấy những chiếc flannel kiểu mua luôn ngay và luôn, không có chần chừ một phút giây nào hết. Tiếp theo là chúng ta có một chiếc quần đến từ thương hiệu Original Gangster V2. Thì đây là một chiếc quần, mình nghĩ đây là chiếc quần cargo pant tại vì nó có hai cái túi hộp ở hai bên. Và điểm đặc biệt của chiếc quần này đó chính là có một cái patch ở dưới phần gấu quần. Và điểm đặc biệt thứ hai, và điểm đặc biệt này kiểu rõ nhất luôn, đó chính là có cái dây quần như vậy. Và cái dây này không có tác dụng cho mọi người là để buộc lại, mà nó chỉ có thể là cho làm đẹp mà thôi. Như mọi người có thể thấy thì nó giống như là cái dây quần hồi nãy mình show cho mọi người xem. Nhưng mà không, họ không có thiết kế thú vị hơn, họ để như vậy. Giống như là một kiểu khác của cái drawstring. Và mình nhìn rất là thích. Bên cạnh những cái chiếc quần sweatpants thì chúng ta để dây quần drawstring là bằng vải. Giống như là một chiếc quần jeans hơn, gần như một chiếc quần jeans nhưng mà nó là kiểu cargo pants ấy. Thì không thể đặt được dây quần được, thì họ để kiểu như vậy. Và cái điểm này mình thấy rất là lạ và mình chưa thấy những cái thương hiệu nào làm cả ngoại trừ Minimal có làm và họ cũng kiểu tham khảo. Và mình thấy đây là một cái điểm khá là ok, rất là thích. Tiếp theo cũng là một chiếc quần Original Gangster V2, là chiếc quần jeans. Và cái điểm đặc biệt của chiếc quần này đó chính là có dòng chữ OG và họa tiết của Mỹ Original Gangster ở bên đây. Và lý do tại sao có những cái tư như vậy ra, bởi vì nó mang một cái ẩn dụ, một cái ý nghĩa là khi mà những cái miếng vải nó bị cháy đi thì sẽ lộ ra kiểu bên trong là cái gì ấy, giống như những đôi Air Force One Paranoid hoặc là đôi Air Force One Cloud, mấy cái đôi mà đang hot gần đây chẳng hạn. Thì đây là một điểm mình thấy rất là thích, kiểu như vậy ấy. Thiết kế khá là thú vị. Và tiếc rằng là nó đã cháy sẵn rồi, nó đã tưa ra sẵn rồi, mọi người chỉ cần việc mua về thôi chứ không còn phải đốt hay làm gì cả. Bên dưới đây chúng ta có cái zip của gấu quần. Thì mình thấy rằng là những chiếc quần jeans, những chiếc quần cargo pants của Original Gangster thì luôn luôn có những cái zip. Và đây mình thấy một cái điểm khá là thú vị, một cái điểm kiểu giống cái iconic ấy. Mặt sau chúng ta có logo của Original Gangster ở đây. Mình thấy cái logo này họ làm rất là thích, rất là chắc và kiểu bằng chất liệu cao su rất là đẹp. Và không bao giờ có khả năng kiểu bị gãy nát hay gì cả. By the way thì đối với bạn nào muốn hỏi cách chọn size áo và quần nhé, thì thường nếu mà những brand ở nước ngoài thì mình chọn áo size L và quần size M. Tại vì thường chân của mình ấy, mình muốn cho nó bó lại và cho nó vào một cái form rất là đẹp. Tại đùi mình hơi to mà, cho nên là mình chọn những chiếc quần size M mà có chất liệu vải thun co giãn. Thì khi mà mặc vào, một là nó sẽ ôm, hai là sẽ hơi chật, nhưng mà được cái nó giãn ra. Mình mặc kiểu mình tôn cái dáng của mình lên. Áo thì mình mặc size L cho nó rộng và thoải mái. Mình không thích mặc những chiếc áo kiểu bó sát, tại vì kiểu nó hở những cái phần mà những người bạn mập như chúng ta không hề muốn nó show chút nào cả. Ví dụ như chiếc áo này đi, mình mặc chiếc Original Gangster này size L và đáng lẽ mình có thể mua size M. Thật sự size M mình mặc sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà khi mình mặc size L ấy, kiểu cái form nó hơi oversize một chút thôi, nhưng mà bù lại rằng là cái cảm giác mặc rất là thoải mái và mình không có quá gọi là bị to con ấy. Tiếp theo chúng ta có 3 mẫu quần đến từ thương hiệu Original Gangster V1. Thì bên đây chúng ta có chiếc quần sweatpants màu xám và màu đen. Điểm đặc biệt của hai chiếc quần này chính là hoàn toàn một chút. Ok, thì điểm đặc biệt của hai chiếc quần này thì đó chính là nó cùng giá tiền, cùng chất liệu và cùng y chang mọi thứ luôn. Và có một cái điểm nhấn đặc biệt đó chính là cái dòng chữ Original Gangster ở bên góc quần bên trái. Và đó là lý do tại sao mình mua hai chiếc quần này đơn giản. Một chiếc quần màu xám, một chiếc quần màu đen. Tại vì mình chưa có sweatpants nên mình mua màu đen và màu xám, tại vì mình cũng chưa có quần nào màu xám cả. Mình không hiểu sao ngày xưa mình giấu vậy. By the way, cho những bạn nào mà muốn mua những chiếc quần sweatpants kiểu cỡ mình đi, thì nếu mà được thì mọi người nên mua những chiếc quần nào kiểu đừng có quá ôm, kiểu vừa ấy, kiểu vừa đẹp luôn đấy, thùng thình một chút xíu thôi ấy. Bởi vì mình mặc những chiếc quần sweatpants mà kiểu ôm này, đây là ví dụ hai chiếc quần này luôn, thì mình thấy nó hơi kỳ, giống kiểu mặc những chiếc quần legging bó sát ấy, nhìn nó rất là kiểu ridiculous. Ok, với chiếc quần cuối cùng, đây chiếc quần có lẽ đây là chiếc quần lâu đời nhất mình đã từng mua ở Original Gangster, kiểu chiếc quần đầu tiên luôn đấy. Kiểu tại vì thứ nhất là mình thấy cho string đẹp, thứ hai là cái thiết kế của nó giống khá là giống Fear of God. Mình thì rất là thích những cái thiết kế của Fear of God, nhưng mà Fear of God là high end mà, và high end thì có cái tao mua được ấy. Điểm nhấn của chiếc quần này đó chính là cho string hết và cái đụng quần khá là dài. Một cái điểm khá là vui đấy chính là thiết kế của chiếc quần này là như vậy, nhưng do một lần đi chơi với mẹ thì kiểu mẹ mình kêu mình là kéo quần cao lên con, mình kiểu mình không biết kéo lên cao đến cỡ nào luôn á. Cái quần nó đũng dài rồi mình không biết mình kéo lên tới bụng, tới kiểu cái ngực luôn. Tiếp theo là một chiếc quần jeans cũng của Original Gangster Volume 1 luôn. Điểm nhấn của chiếc quần jeans này đó chính là chúng ta có một cái phần rách ở gấu quần bên đây thôi, đây là điểm duy nhất của nó, và một cái zipper ở bên dưới như vậy. Thì mặt sau chúng ta có một cái logo của Original Gangster, và như mọi người có thể thấy thì nó kiểu thiết kế nó khá là khác so với Ver 2. Thiết kế Ver 1 thì là bằng da, và bây giờ mình thấy nó khá là nhăn. Thì da mà nhăn thì đó chuyện bình thường rồi, không thể nào mà trách được. Và chiếc quần này mình mặc kiểu nó khá là bó sát. Lúc đầu mình rất là ghét những chiếc quần bó sát nhé, nhưng mà sau một thời gian mình mặc ấy, mình khá là thích những chiếc quần bó sát, bởi vì mình đã nói hồi nãy, nó tôn dáng của mình lên và ép cái body của mình chặt hơn một chút. Và đặc biệt chiếc quần jeans ấy, nó kiểu vải dày ấy, nó sẽ không để cho mình lộ ra những cái điểm mà mình bị khiếm khuyết trên cơ thể. Chiếc quần này ấy, mình khi mà lần đầu tiên mình giặt xong mình mặc nó sẽ rất là chật, nhưng sau khi đi một thời gian thì nó sẽ rất là rộng và rất là thoải mái, tại vì nó có chất liệu co giãn. Highly recommend mọi người nên mua chiếc quần jeans nào có chất liệu co giãn. Và cuối cùng, chiếc quần cuối cùng của Original Gangster, cả Ver 2 và Ver 1 luôn, đó chính là một chiếc quần cargo pants. Mình thích chiếc quần này tại vì do là đây là chiếc quần cargo pants và mình chưa bao giờ có chiếc quần cargo pants cả. Và có hai cái zip ở hai bên túi quần, có hai cái pocket. Mình có thể nói cái drawstring này không dài theo tiêu chuẩn của mình, nhưng mà do mình khá là lười trong cái việc thay đổi drawstring ấy, cả hai chiếc quần skirt pants vừa rồi ấy, khá là lười cho nên là thôi mình cứ để cho nó vậy đi. Lâu lâu mình mặc cái chiếc áo kiểu hơi ngắn ngắn một tí ấy, thì cái drawstring nó cũng có một độ dài hoàn hảo để cho mình phối chung với cả chiếc áo của mình. Cái phần zipper thế này cũng thế, cũng có một cái zipper. Mặt sau thì chúng ta có hai cái túi để đựng bóp và đựng vài thứ linh tinh thôi. By the way, chiếc quần này mình mặc khá là chặt đấy, cho nên là những bạn nào mà có nhu cầu muốn mua thì mình sẽ để lại một cái giá rất là rẻ, bởi vì mình mặc cũng được nhưng mà do là nó hơi chặt, chứ còn tất cả mọi thứ thì đều rất là ok. Bạc màu hả? Cũng có một tí, nhưng mà bạc màu thì nó giúp cho chiếc quần trở nên kiểu vintage hơn, nhìn rất là đẹp hơn mà, đúng không? Bây giờ mình thấy mọi người theo style kiểu chọn những món đồ khá là vintage. Ok, tiếp theo là một chiếc quần sweatpants, và điểm nhấn của chiếc quần này đó chính là có cái line drawstring ở bên đây. And chiếc quần này đến từ một bạn tên là Tùng Tây ở bên shop Unisex. Thì mình đã không muốn show cho mọi người những cái brand unisex, tại vì nó chỉ là bán những món đồ theo thời thôi, nhưng mà mình muốn giới thiệu đi với mọi người luôn, tại vì có những món đồ mà không phải local brand này cũng có, và mà chỉ có unisex có. Mình sorry mọi người ở vlog trước rằng mình cũng có một vài chiếc quần, nhưng mà nó cũng không có điểm gì đặc biệt lắm ngoài chính chiếc quần này. Thì chiếc quần này thì chỉ có cái line ở đây và nhìn nó rất là đẹp. Và nếu mà mọi người thích thì mình sẽ để một cái tấm hình ngay đây, nó đúng hơn là ngay cái tấm hình đại diện ở trên YouTube của mình, ở trên trang YouTube của mình ấy, thì mình có đăng cái tấm hình đó rồi, và vlog trước thì cũng để luôn rồi. Cho nên là như ai muốn coi thì hãy subscribe channel của mình, để mình sẽ để link ở trên đây về cái vlog trước của mình nhé. Đến với thương hiệu tiếp theo thì đây là một cái local brand, để không đúng hơn là không biết có phải là một cái local brand không, chỉ là một thương hiệu bán đồ casual dành cho những bạn nào thích cái style kiểu trưởng thành hơn một tí. Thì trong cái đợt mình về Việt Nam vừa rồi thì mình có thay đổi cái style của mình thêm một tí, chính là mình muốn mua những cái món đồ mà cho nó trưởng thành một tí, tại vì bây giờ mình cũng đã hơn 18 tuổi rồi. Kiểu cái câu nghe 18 tuổi là bắt đầu cũng thấy già ấy. Khi mà nghe chữ 19, kiểu cái con số 9 ấy, làm cho mình cảm thấy như kiểu mình 91 vậy á. Cho nên là mình bắt đầu thay đổi từ streetwear sang những món đồ kiểu cho nó trưởng thành hơn một tí, nhìn cho nó lớn hơn, đỡ trẻ trâu hơn. Là một thương hiệu tên là Routine. Thì chắc chắn là đối với những bạn nào mà thích những cái style vừa rồi mình kể, và đi chung được với những đôi kiểu Air Force One, All White, Stan Smith, hoặc là những đôi giày casual, hoặc là những đôi giày lười ấy, thì mọi người hoàn toàn biết đến những local brand này, thương hiệu này. Thì đây chúng ta có một chiếc quần jeans trắng, và chất liệu vải chiếc quần này thì mình thấy rằng nó cũng có một chất liệu có giãn nhất định, có sự có giãn nhất định. Và cái điểm nhấn của chiếc quần này thì nó có những cái vết rách rất là kiểu bất ngờ ấy, nó không có theo một cái khuôn khổ hết, thích thì có, không thích thì thôi, kiểu thế. Và sau thì cũng có hai cái túi hộp, và và nó cũng kiểu có vết rách này, có thì dính, không có thì thôi ấy, kiểu thế. Và mình mua chiếc quần này với lý do là mình có thể phối chung với những đôi Chelsea boot. Thì mình có một đôi Chelsea boot màu đen, một đôi Chelsea boot màu tan, thì mình có thể phối đôi Chelsea boot màu đen này với một chiếc áo t-shirt màu đen và đôi Chelsea boot, thì cái dáng của mình sẽ được tôn lên rất là nhiều. Nhưng trước mắt mình phải giảm cân đã, tại vì để đi được như Chelsea boot thì mọi người cần phải có cái body khá là hoàn hảo, cho nên là những bạn nào mà có form khá là to như mình thì mình highly recommend mọi người tập thể dục đi. Thật sự mình khuyên thật đấy, bây giờ chúng ta nên tập thể dục đi, tại vì bây giờ đang dịch corona mà, nhà chả làm gì hết, tập thể dục. Không tập thể dục thì ăn ít lại, nó cũng sẽ giảm cân mà, đúng không? Tiếp theo thì mình có hai chiếc quần jeans đến từ thương hiệu Routine. Thì lý do tại sao mình có hai chiếc quần jeans, lý do rất là khá là buồn cười. Ngày xưa mình cũng đã từng qua thương hiệu Routine này, tại vì may mắn là Routine cũng ở gần nhà mình nên mình kiểu lần đầu tiên mình biết đến những thời trang ấy, mình qua Routine mình mua. Sau đấy thì mình chọn được một chiếc quần màu đen kiểu flat jean bình thường, không cái điểm nhấn chỉ là một cái phần rách ở góc quần thôi. Sau khi mình mặc một thời gian thì mình kiểu có một ngày nọ mình không kiếm thấy đâu, mình tưởng mình mất rồi. Sau đấy thì mình trong cái đợt về Việt Nam vừa rồi mình quay trở lại mua chiếc quần này và kiểu mình kiểu suy nghĩ, kiểu bắt đầu kiểu tư duy như kiểu Conan ấy, mình làm sao có thể mất được, không thể là có người nào lấy trong nhà được. Xong rồi mình tìm một hồi thì nó ra, thế là cuối cùng mình có hai chiếc quần black jeans. Mình thấy khá là hay, tại vì nhiều khi nếu mà mình không có chiếc này thì mình có chiếc kia. Thì cái chiếc bên trái của mình đây, theo mọi người sẽ là bên phải, thì nó sẽ có điểm nhấn đặc biệt, đó chính là có cái zip ở dưới này. Đó, thêm một cái zip rất là đẹp. Nhưng mà hai chiếc quần này mọi người có thể thấy rằng là nó đã bạc màu đi khá là nhiều. À, không chỉ chiếc quần bên này thôi, chiếc quần bên này mình thấy còn khá là tốt, tại vì mình mặc những chiếc quần này đi làm rất là nhiều nhưng nó vẫn còn giữ được form dáng rất là tốt và chưa hề có dấu hiệu gì bị sờn rách. Mà jeans mà làm sao bị sờn rách được, chỉ có bị bạc màu thôi, mà bạc màu thì nó gì? Vintage. Và mình lâu lâu cũng hay phối những chiếc quần này đi chung với những cái style như mình nói vừa rồi, casual, vintage và kiểu hơi người lớn một chút ấy, nhìn nó cũng rất là thích. Theo là một chiếc quần jeans luôn, nhưng đây là màu tan. Quần này có điểm nhấn đó chính là có cái có những vết rách, và những chiếc quần mình show cho mọi người vừa rồi ấy, đều có những vết rách, bởi vì cho mình muốn kiểu đừng có già quá, phong cách lịch lãm nhưng mà kiểu bụi bụi một tí. Tại mình đã 91 đâu, mình mới có 19 thôi mà. Điểm nhấn của chiếc quần này ở phần gấu quần ấy, phần trước của nó thì dài hơn phần đằng sau. Đây mình sẽ show cho mọi người xem, đây phần trước, đây là phần sau. Mọi người thấy có cái sự khác biệt rõ ràng không? Kiểu nó có cái tầng lớp, có cái chia tầng như vậy. Mình không biết lý do tại sao nó họ lại làm như vậy, thật sự mình không thể hiểu được nữa tại sao ấy. Công kỹ mua đồ rồi đấy, hoặc là có cái đôi giày gì phối được cái kiểu thế mình chưa rõ, nhưng mà sau này mình sẽ cố gắng tìm hiểu bởi vì mình thấy địa điểm khá là thú vị. Và chiếc quần này thì nó sẽ chỉ dài cùng lắm là đến mắt cá chân của mọi người là cao rồi, chứ nó không thể dài hơn. Thì chiếc quần này là kiểu slim cropper, cái chất liệu của nó kiểu là như vậy. Thì theo mình thấy thì nó không hề có chất liệu co giãn, thì đối với chiếc quần nào mà không hề có chất liệu co giãn mọi người nên đến shop thử. Tại vì chiếc quần này mình đến shop mình thử cho nên là mình cảm thấy khá là an tâm về cái việc mà mình không có bị chật hay là không bị quá rộng, mà kiểu form ôm rất là vừa, ngoại trừ việc thằng này béo lên thì coi chừng ấy, khi không vừa đâu sợ chật vãi cả đái luôn. Tiếp theo là một chiếc quần, đến bây giờ mình vẫn không rõ tên của chiếc quần này, cái dáng của chiếc quần này là gì, nhưng mà cái style của nó là slim fit. Và slim fit kiểu là vừa vặn ấy, không phải là quá chặt cũng không phải quá rộng. Và chắc chắn chiếc quần này không thể nào là chiếc quần có chất liệu co giãn được, tại vì chiếc quần này nó không giống với chất liệu jeans, nó kiểu chiếc quần dành cho những ông bố, kiểu thế, cho những ông bố đi làm hoặc là đi tiệc này nọ ấy. Thì mình muốn chuyển qua cái style này để mà khi mà có những cái buổi tiệc hay là những cái buổi sự kiện quan trọng, kiểu nó long trọng ấy, thì mình không thể nào bật nguyên bộ streetwear vô được, nhìn nó rất là ridiculous. Hoặc là tới những chỗ nào ăn mà nhìn kiểu nó sang sang, hơi sang một tí ấy, thì mình cũng cần phải có một cái phép lịch sự tối thiểu mà, đúng không? Mình chọn chiếc quần này tại vì nó lâu lâu thì có những cái buổi nhưng mà mình nói vừa rồi thì cần phải có một cái sự trang trọng nhất định. Và mình mua chiếc quần này tại vì cái phối màu của nó không phải là màu trắng, nó hơi cháo lòng một tí, hơi tối tối hơn một tí, và nhìn nó rất là đẹp và không bị già, không bị già quá. Thật sự mà nói mình mặc cái quần này lên nhìn cũng cỡ 20 tuổi, 30 tuổi ấy. Tại vì thật sự luôn, cái đợt mình về Việt Nam vừa rồi ấy, khi mình đi thang máy qua nhà hàng bạn mình, có cô, có con, tránh qua cho chú đi con. Cho nên mình khá là quan ngại về việc mình mặc style trưởng thành này lại, hoặc là mình quay lại với style streetwear chạy trâu. Bởi vì bạn mình với mẹ mình đều bảo là con nên mặc streetwear thôi, chứ mặc kiểu casual với lại blazer kiểu nhìn nó khá là già ấy. Thì nếu mà mọi người thích thì mình sẽ làm một cái vlog mà mình để giới thiệu với mọi người tủ đồ trưởng thành của mình, casual của mình không muốn show đâu tại vì nó rất giả. Nhưng mà nếu mọi người thích thì mình có thể làm một cái vlog nhỏ cho mọi người, chia sẻ với mọi người thôi. Nếu thích hãy comment phía bên dưới nhé. Finally chúng ta cũng đã xong chiếc quần dài. Bây giờ đến những quần short, thì mình có một chiếc quần short ở đây. Đây là một chiếc quần không phải quần jeans mà là mình cũng không rõ chất liệu này là gì cả. Trong này nó cũng không ghi tên của hãng. Chiều chiếc quần này thì kiểu chiếc quần này giống như những chiếc quần của mọi người đi biển ấy, đi biển vui vui ấy. Chất liệu của nó thì khá là mỏng và khá là mát, gần như có thể thấy được bên trong luôn. Mọi người đừng mặc những cái quần underwear mà nó màu đen hay là màu đỏ nhá, có chuẩn bị đổ hàng đấy. Thì chiếc quần này thì mình thấy rằng là mình lâu lâu mình mặc cũng được, kiểu đi biển này mình mặc những chiếc áo sơ mi đi biển, mình mặc chung chiếc quần này rất là khá là thích và khá là chill ấy. Đặc biệt là vào mùa hè sắp tới, nếu mà đại dịch corona mà qua mà mình có cơ hội về Việt Nam thì mình sẽ mặc chiếc quần này để đi biển. Có những cái style casual nhìn rất là đẹp và rất là trưởng thành, kiểu lâu lâu cũng phải cho người ta thấy mình lớn rồi chứ không phải là trẻ trâu mãi được, đúng nhỉ? Chất liệu của chiếc quần này thì mình không rõ, nhưng mà màu chiếc quần này là màu trắng và mình khá là sợ khi mặc những chiếc quần trắng, tại vì mình có một cái tính khá là hậu đậu, ăn đồ ăn kiểu dính rất ra quần hay ra áo ấy. Tiếp theo là một chiếc quần jeans, đây là chiếc quần màu nâu tan. Điểm nhấn của chiếc quần này đó chính là có những cái vết rách, và nhiều khi mấy vết rách này nó hơi rách quá, có cái vết rách ở bên đây nó khá là to, lúc đầu nó có cái mấy cái tưa ra ấy, để cho mình che lại, nhưng mà không, đã đứt ra hết rồi. Và bây giờ kiểu một khi mình mặc lên thì có lẽ là mọi người thấy luôn cả một cái phần đùi trắng bóc bên trong của mình ấy, nhìn khá là sợ rồi đấy, kiểu nhìn khá là quê. Đằng sau thì chúng ta có hai cái túi để mà chúng ta có thể để đồ, và chiếc quần này thì mình rock khi mà mình về quê và mình mặc với cả style vintage, rất là vintage luôn. Một chiếc quần và một chiếc áo t-shirt màu đen và cùng với một đôi giày Stan Smith. Nhưng mà sau một thời gian mình không đụng đến những món đồ này thì mình đã phai mai một đi cái kiến thức về cái cultural vintage này rồi, cho nên là bây giờ mình phải cố gắng để mà build up lại cái style này về cả streetwear nữa. Năm 2020 rồi, có một cái sự thay đổi rất là lớn giữa thị trường thời trang và cả cái mùa dịch corona này nữa. Mình siêu ghét luôn đấy, thích ở chỗ là được ở nhà, nhưng mà ở nhà nhiều quá thì cũng chán, đặc biệt là những bạn nào mà kiểu du học sinh giống như mình ấy, thề chán bỏ sừ ra luôn, mua đồ không được, review đồ cũng khó, kiểu nhiều khi người ta sợ người ta không ship được ấy và delay rất là lâu. Cái quay trở lại với chủ đề thì tiếp theo là một chiếc quần đến từ thương hiệu Inflaclo. Thì đây là chiếc quần có cái detail giống như chiếc quần vừa rồi, thì có cái điểm nhấn đó chính là cái drawstring y như theo ý thích của mình, không thể nào chê vào đâu được. Thì chiếc quần này mình chưa hề mặc nó một lần nào hết, mình có mặc một lần khi mà mình ở Việt Nam. Thì chiếc quần này có cái detail là cái cúc ở đây nè, ngay cái phần dây quần nè, và cái zip, và thực sự là cái zip ở đây kiểu khá là đẹp, khá là smooth luôn á, không phải đùa đâu. Và mặt sau thì chúng ta có hai cái túi, ở dưới đây có cái line nè, giống như chính chiếc quần basketball short bình thường ấy. Tiếp theo là mình review một lần hai chiếc quần nhé. Đây là hai chiếc quần short black, chiếc quần này được của The Maze nè, đây là của bạn Tùng Tây nè, nó đúng hơn là shop của bạn tên là Tùng Tây Unisex. Nếu mà mình thích thì mọi người thích thì mình sẽ để đường link bên dưới cho mọi người tham khảo, tại vì mọi người hỏi rất là nhiều về chiếc quần basketball này mua ở đâu ấy. Thì bên đây thì mình thích chiếc quần này, chắc mọi người cũng biết rồi, do là nó dài qua đầu gối và mọi người thấy điểm mới không? Có cái drawstring siêu dài luôn. Thì nếu mà thích ấy, thì có một cái vlog mình sẽ chỉ cho mọi người cách để mà có cái drawstring siêu dài như vậy, và một cách để mà khi mà mọi người đi trên đường cái drawstring nó không bị díu lại với nhau, nhìn nó rất là ridiculous, kiểu nó díu lại như vậy này. Đi ấy, lâu lâu nó cứ bị vậy này, nó cứ bị kỳ ấy, thì kiểu buông thõng vậy thì nhìn sẽ rất là đẹp hơn, đúng không? Thì mình sẽ chỉ cho mọi người vlog, nếu mà mọi người thích thì comment phía bên dưới để mình biết mình còn làm nhé, không thì mình không biết đâu. Thì quay trở lại chiếc quần này thì điểm nhấn của chiếc quần này chính là có cái zip, local ở Unisex mà, zip thì không thể nào quá chất lượng được, nhưng mà có thể nói là tầm khoảng mình có thể cho là 7/10 đi, 7/10. Còn chiếc quần của Inflaclo thì mình cho là 8/10, 9/10 với lại 10/10 là của những thương hiệu lớn rồi mình không nói đến. Và mình có 1, 2, 3, 4 chiếc quần. Thì mọi người thấy đây là chiếc quần mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, kiểu chiếc quần thần thánh của mình luôn. Mình đã có rất là nhiều chiếc quần basketball short one line như vậy, nhưng mà mình vứt đi khá là nhiều, tại vì do là nó không hợp với cái style của mình và mình không thích, không đủ tiêu chuẩn dài để cho mình rock, mình phối đồ. Thường thì mình rất là thích phối legging, basketball short, layer tee, một cái t-shirt hoặc là một cái hoodie, nhưng mà thường thì những chiếc quần short thì nó sẽ không vừa với style của mình và mình không thích, và drawstring nó cũng khá là ngắn và mình chưa tìm hiểu được cách khắc phục để mà cho cái drawstring nhìn kiểu đỡ bị díu lại nhau, và bây giờ mình đã có cách rồi, cho nên là những ai muốn thì hãy comment phía bên dưới, mình sẽ chỉ cho mọi cách có cái drawstring siêu dài mà không bị díu lại với nhau. Đây thì chúng ta cũng chiếc quần màu trắng, xám và màu đỏ. Chiếc quần màu trắng này kiểu mình thấy mặc cũng khá là đẹp, nhưng mà mình sợ rằng là mình mặc nhiều mình sẽ bị dơ ấy, và đã dơ sẵn rồi. Bên đây thì mọi người thấy là khi mà các bạn này bạn ấy ghi cái thông tin lên cái bịch thì nó bị lem vào trong cái chiếc quần này, thì khá là tiếc, nhưng mà chắc là mọi người sẽ không để ý đó, tại vì nó là mặt sau. Chiếc quần màu đỏ này thì kiểu mình khá là thích chiếc quần màu đỏ, tại vì nhìn nó khá là trẻ trung, năng động. Chiếc quần màu xám bây giờ là mình không có màu xám, mình mua. Thật sự mà nói là chiếc quần này khá là rẻ hơn rất nhiều so với local brand, cho nên là những bạn nào có khả năng thì hãy mua cho mình những cái kiểu như vậy nhé. Tại vì chiếc quần short mà, short thì khác với những quần dài, tại vì là những chiếc quần dài chúng ta phải thay đổi nhiều style, nhưng mà chiếc quần short kiểu mặc một style chả ai để ý, cho nên mình mua một lúc 4 màu luôn, trắng, đỏ, đen, xám. không may mình chưa có màu xanh lá ấy, bởi vì mình không nghĩ được rằng là có màu xanh lá. Màu vàng, mình rất là thích màu vàng, rất là đẹp, có thể phối chung với đôi UNC Off-White hoặc là UNC bình thường trên đường quanh thôi, nhưng mà mình không kiếm được. Original Gangster vô quanh có bán nhưng mà tiếc là mình không có cơ hội cop được. Ok, hai chiếc quần cuối cùng, Original Gangster. Again, kiểu Original Gangster lúc nào áo khoác, áo thun, quần kiểu gì cũng có, quần dài, quần đồ cũng có luôn. Hai chiếc quần siêu đẹp luôn của Original Gangster V2. Thì chiếc quần màu cam này size L, chiếc quần đỏ đen này size XL. Tại sao mình lại chọn như vậy? Tại vì khi mà trước khi về Việt Nam trong đợt Giáng sinh vừa rồi mình có lên store của trang web, đúng rồi, trang web của Original Gangster mình xem. Thì bây giờ mình thấy local brand bắt đầu làm qua những cái trang web ấy, thì họ kiểu dễ dàng hơn so với cho người mua, chứ không cần phải mất công nhắn tin trên Facebook hoặc Instagram rồi chờ rep. Mình thấy rất là hay. Thì chiếc quần này size XL, mình lại thích chiếc quần này hơn tại vì màu cam mình có thể phối được nhiều thứ với màu cam rất là nhiều luôn đấy. Tại vì màu cam trong những năm gần đây nó khá là nổi, những cái màu kiểu neon vàng chói ấy. Thì chiếc quần màu cam và CL mình đã bảo rồi, những cái cho string như vậy ấy, thì giống như chiếc quần vừa rồi mình cho mọi người xem, nhưng mà nó không có tác dụng là buộc chặt hay là để nới lỏng ra, cho nên là mình mặc chiếc quần này kiểu mình phải hóp bụng vào, siêu hóp bụng vào ấy. Có lẽ bây giờ mình mặc không còn vừa rồi, nhưng mà chiếc quần này thì mình mặc lại khá là đẹp. Nhưng mà cái lý do tại sao lại đi nhanh như vậy thì để vlog sau mọi người cùng tìm hiểu nhé. Và cái điểm nhấn duy nhất mình thấy trên chiếc quần này đó chính là cái drawstring như vậy, và có hai chiếc quần, có hai cái túi hộp. À, quay hơn nữa có cả cái logo Original Gangster phía bên trái của chiếc cargo pant. Mặt sau thì chúng ta có những cái túi để đồ rất là đẹp, và chất liệu vải cũng rất là ok. Và lý do tại sao mà như vậy thì mọi người đã chờ vlog sau nhé. Chiếc quần này thì thật sự khá là thích, nhưng mà tiếc là size hơi bé cho nên là phải thông cảm. Tại vì lúc đấy là hết size XL rồi, chỉ mỗi size L thôi thì mình cóp luôn đi. Kiểu một ăn cả ngã là không, kiểu chặt quá thì phải giảm cân, có gì đâu, đúng nhỉ? Anh trai nó là làm, chắc là làm được đấy. Và chiếc quần cuối cùng, chiếc quần của thương hiệu Toby. Mình đã không mặc chiếc quần này rất là lâu rồi, bởi vì như mọi người có thể thấy thì rằng là cái vlog trước mình đã show cho mọi người tại sao nó bị như thế. Nó khá là tả rồi, mặc dù bên nhưng mà chê thì phải khen là họ làm những cái detail chi tiết là đẹp, kể cả cái ba lô hoặc là những cái thiết kế trong The Sticker Fest vừa rồi, hoặc là trong những cái đợt collab gần đây với cả Inflexo thì thiết kế rất là đẹp. Thì thật sự phải nói là mình khá là sai trong việc đánh giá local brand Toby, khá là fail. Tại vì do là mình không biết cách giặt cho nên là đã giặt chiếc quần này đã bị tan hoang nát bét rồi, chứ không phải hoàn toàn do lỗi của Toby. Mặc dù chất lượng của nó cũng phải là ok, nhưng mà do cách mình giặt đấy, mình xin lỗi đến thương hiệu Toby, thật sự là như vậy, mình sorry. Thì mình không cần nói quá nhiều về thương hiệu này nữa rồi, và chất liệu và design của chiếc quần này nữa. Tại vì mọi người đều biết mà, có cái line bên đây, và chiếc quần này kiểu giống kiểu textwear ấy, nhìn rất là đẹp, rất là thích. Có lẽ sau khi mà mình fix khắc phục lỗi trên chiếc quần này và Original Gangster thì mình sẽ rock những chiếc quần này lại. Ok, và cuối cùng chúng ta cùng đến với mẫu phụ kiện. Thì mình có hai mẫu phụ kiện là một chiếc nón của Grimm DC, và chiếc nón này có dòng chữ Việt Nam Nhen ở trên đây. Và lý do tại sao mình chọn dòng Việt Nam Nhen, tại vì khi mà mình ở Canada, đặc biệt là ở Quebec, thì như mọi người có thể biết, thì như ai chưa biết thì Quebec từng có lịch sử là nói được cả tiếng Pháp và cả tiếng Anh. Thì ba mình ở thì nó đặc về tiếng Pháp, và mình chọn chiếc nón này tại vì nó vừa tôn lên cái tiếng Việt Nam là Việt Nam Nhen, là người Vietnamese ấy. Và mặt đằng sau đó chính là chữ Je suis Việt Nam Nhen. Je suis Việt Nam Nhen có nghĩa là tôi là người Việt Nam. Đội nón này lên là biết mình không phải là người Việt Nam chứ ở Trung Quốc, cho nên đừng có kỳ thị mình trong đợt Corona này, kiểu rất là cool. Và bên đây là một chiếc hộp, thì bên trong chiếc hộp này chắc chắn không có gì rồi, nhưng mà cái detail xung quanh những chiếc hộp là bài thơ Grimm DC, logo của Grimm DC, và bên trong là một cái kiểu một bài thơ. Cho những ai chưa biết, những ai biết rồi thì phải nói, nhưng ai chưa biết thì cái hộp này đựng tất. Không thể tin được tại sao nó lại đựng tất luôn á. Kiểu nó phải đựng cái gì đó rất là quý giá, như là vòng tay, đồng hồ, cái lắc hay là những cái jewelry ấy, kiểu dây chuyền này nọ, nhưng mà không tất. Và mình mua một màu đen và màu trắng, và mình sorry mình không thể show được, mình đưa hai cái hình vừa rồi ra để minh họa cho mọi người thôi. Tại vì bây giờ quần cái tất thì mà đi một thời gian nó sẽ dơ ấy, mình rất là ngại đây, nó sẽ mất thẩm mỹ rất là nhiều, nên là sorry mọi người. Và wow, đó là tất cả những gì muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy vlog này hay thì hãy like, share và subscribe ủng hộ cho mình. Và mọi người có nhận xét hay muốn mình làm về chủ đề gì nữa thì hãy comment phía bên dưới. Và một lần nữa cảm ơn mọi người xem đến cuối cái vlog này, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Mình là Lê Huy và peace out.